哦啾啾班，童话里做英雄。哦啾啾班，热血心中流动。哦啾啾班，一切掌握手中，让世界更美好，坚持就一定成功。嘿嘿嘿，不要小看大肚腩，说到勇敢，说到机灵，他是一级棒。喂喂喂，别在他面前逞强，所有左耳分子一旦见到他闪一旁。而他很简单，他最爱吃冰激凌棒棒糖，朋友不管遇到什么困难，有他助手下就不用烦。哦啾啾班，童话里做英雄。哦啾啾班，热血心中流动。哦啾啾班，一切掌握手中，让世界更美好，坚持就一定成功。惊喜危险，金刀发电怪。Được rồi, coi như chúng ta đã hoàn thành những bước đầu tiên. Giờ thì hãy thực hiện bước tiếp theo quan trọng hơn. Người có ý tưởng nào hay ho không? Đợi ở đây mà nhìn đây. Điện quái, đi thôi. Cái gì vậy? Có cái gì đó thú vị sao? Rất thú vị. Đây ư? Đó là nhà máy điện lớn nhất ở đây đấy. Nhà máy điện ư? Điện. Làm đi. Nếu điện quái phá hủy nơi này, hệ thống điện trên toàn thành phố sẽ bị đánh sập. Này Super Quy, Sagan, Mão Quái và Dậu Quái đều là những quái vật yêu chuộng hòa bình. Làm sao họ có thể tấn công con người và ăn trộm được? Anh có bằng chứng rõ ràng, không có gì nhầm lẫn ở đây cả. Jibon, em đừng ganh tị với anh. Em đã hỏi cả ba người bọn họ. Theo như họ mô tả thì thành phố luôn mất điện khi những vụ cướp xảy ra. Mất điện ư? Vậy thì có vấn đề gì với điện vậy? Nếu mất điện, trời sẽ rất tối. Khi đó không ai có thể nhìn thấy khuôn mặt của tên trộm hết. Hả? Mất điện rồi? Không sao, cũng muộn rồi. Anh sẽ ngủ một giấc thật ngon đêm nay. Buổi phỏng vấn ngày mai sẽ không hề đơn giản. Là một người đẹp trai và tài giỏi, anh sẽ thể hiện những gì tốt nhất của mình. Anh đúng là thích khoe khoang quá mà. Lại mất điện nữa rồi. Chắc hẳn phải có cái gì đó trục trặc đây. Này, anh lái xe kiểu gì vậy? Anh không nhìn đường thì có. Mở cửa, mở cửa, mở cửa. Sếp, đây là cửa điện tử. Nếu mất điện, nó sẽ không thể hoạt động được. Giúp tôi với, chúng tôi bị kẹt trong thang máy. Giúp tôi với, chúng tôi bị kẹt trong thang máy. Một khi thế giới cổ tích bị mất điện, toàn bộ thế giới sẽ bị chìm trong hỗn loạn. Giúp tôi với. Thưa quý vị, việc mất điện đột ngột khiến cho cả thành phố trở nên hoàn toàn tối tăm và hỗn loạn. Giờ chúng ta hãy cùng hỏi suy nghĩ hiện tại của một khán giả. Xin chào, tôi muốn hỏi về cảm xúc của anh hiện tại. Mau mở cửa giúp chúng tôi. Chúng ta hãy cùng hỏi người bên cạnh xem sao. Xin chào. Dậy đi nào, trời sáng rồi ư? Bạn cảm thấy thế nào khi bị kẹt trong thang máy? Tôi bị kẹt trong thang máy sao?
Vì sự an toàn của chính bạn, tất cả mọi người vui lòng hãy ở nhà, xin đừng đi ra ngoài. Chú phóng viên ơi, đang mất điện mà. Vì vậy mọi người làm sao có thể xem TV được chứ? Ồ không, chú đã quên mất điều đó đấy. Mất điện trên quy mô lớn như vậy có lẽ nào là do nhà máy điện? Chắc chắn ai đó đã cố tình làm điều này. Bướm độc lại là cô ta sao? Inzibon, ngươi đến sớm thật đấy. Ngươi là ai? Phản xạ không tồi chút nào. Bắt được ngươi rồi. Ngươi có thể điều khiển được dòng điện sao? Đây không phải là sức mạnh thông thường đâu. Nó rất khủng khiếp đấy. Cho phép ta được giới thiệu, đây là điện quái. Điện quái ư? Hắn có thể kiểm soát được dòng điện sao? Ngươi phá hủy nhà máy điện và gây mất điện quy mô lớn, ta sẽ không tha thứ cho ngươi. Nói thì dễ lắm. Ngũ linh thần lực biến đổi. Thần lực biến hình. Điện quái, tùy người xử lý đấy. Hóa quyền. Mình mất cảm giác ở bàn tay rồi. Kim thần lực. Hắn có dòng điện ở khắp người, mình nên làm gì đây? Xem đây. Nhựa là chất cách điện, mình hiểu rồi. Chị Zibon, trông người thật lố bịch làm sao? Nó phù hợp với người lắm đó. Cái gì? Làm sao có thể như vậy được? Đúng đọc, đây không phải là năng lượng thông thường. Nó rất mạnh. Nhựa là một chất cách điện. Vậy thì sao? Ngươi vẫn không thể làm gì được ta đâu. Điện quái, tiếp tục tấn công. Nhựa là chất cách điện, nhưng kim loại là chất dẫn điện. Hãy xem đây. Ngươi vẫn nghĩ mọi chuyện sẽ ổn sao? Ta sẽ dẫn truyền điện sang ngươi. Chói chặt. Chói chặt. Zizibon, ngươi muốn làm gì? Chói chặt. Dừng lại, điện quái. Hết sạch điện rồi. Tối hậu quyền.
quyền. Cuối cùng cũng đã xong. Đối phó với quái vật không dễ chút nào. Ta sẽ cách điện ngươi để xem ngươi sử dụng sức mạnh như thế nào. Bướm độc cuối cùng cũng bắt được ngươi. Shichibon, hãy đi đấy. Tên xảo quyệt này là bỏ chạy mất rồi. Vậy là mọi chuyện đã rõ ràng. Kẻ chủ mưu thực sự của vụ cướp nhắm vào cô Lala, cửa hàng kẹo của cô bé quàng khăn đỏ và nhà của Jack là một con quái vật cổ đại có thể điều khiển được dòng điện. Điện quái? Ồ, một con quái vật mới sao? Đúng vậy, tất cả mọi chuyện đều do hắn gây ra, kể cả việc mất điện ở thành phố do nhà máy điện bị phá hủy vào ngày hôm qua. Hiện tại, điện quái đã bị bắt và giam giữ trong nhà tù quái vật. Vậy, Mão Quái, Dậu Quái và San Yan có liên quan đến chuyện này không? Họ bị đổ oan. Có ai đó đã cố tình tạo ra mâu thuẫn giữa con người và quái vật. Vâng, theo tin tức mới nhất của chúng tôi, ba quái vật gồm Mão Quái đã được trả tự do cách đây vài giờ. Tôi hy vọng rằng tất cả những người yêu chuộng hòa bình sẽ không bao giờ bị lừa dối. Gìn giữ sự bình yên của thế giới cổ tích là điều không hề đơn giản. Cả con người và quái vật hãy nên thận trọng điều đó. Thế giới cổ tích là ngôi nhà chung của chúng tôi. Dù là người hay quái vật, chúng ta hãy cùng nhau sống một cách yên bình và hạnh phúc trong ngôi nhà xinh đẹp này. Shishibon, cháu nói hay thật đấy. Nói bao giờ cũng dễ hơn làm. Yên bình và hạnh phúc ư? Con người nên là nô lệ của chúng ta mới đúng. Đúng vậy, thật đáng tiếc khi lần này chúng ta lại thất bại. Chúng ta cũng đã lãng phí sức mạnh của điện quái. Không vấn đề gì, thưa chú tể. Không vấn đề gì. Chỉ là một con điện quái. Trên thế giới vẫn còn rất nhiều quái vật cổ đại. Một ngày nào đó, những quái vật cổ đại sẽ thống trị thế giới cổ tích này. Cheers.